xin được gửi lời chào tới quý vị đang theo dõi chương trình Món Chay do Trung tâm Diệp Pháp Âm thực hiện. Sắp tới thì gia đình của Ngọc Vy có thực hiện một bữa tiệc chay, và điều mà Ngọc Vy nghĩ tới đầu tiên đó là gọi tới cô Doãn Cẩm Vân để có thể nghe cô thọ giáo về một số những món ăn này. Và khi mà một bữa tiệc thì thường là người ta sẽ nghĩ tới món khai vị đầu tiên, nên ngày hôm nay thì Ngọc Vy xin được mời cô Doãn Cẩm Vân sẽ chia sẻ với quý vị khán giả và Ngọc Vy về một món gỏi trước được không ạ? Chào Ngọc Vy, thân ái chào các bạn. Đây không phải là cái trăn trở của riêng Ngọc Vy đâu, mà rất nhiều bạn sau khi xem chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện đã gửi rất nhiều thư đến và cũng xin những cái món để phục vụ cho những cái bữa tiệc chay. Bởi vì chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng ăn chay là ăn hàng ngày và chúng ta không quan trọng lắm về vấn đề ăn tiệc. Rồi đến lúc nhà bỗng có tiệc chay thì lại phân vân, lo lắng. Chẳng lẽ rằng tiệc chay lại vẫn cứ là đậu hũ kho, đậu hũ chiên, rồi mít ram, rồi vân vân và vân vân. Thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn làm một món gỏi khá thông dụng, rất là phổ biến, cái nguyên vật liệu rất là phổ biến. Đấy là món gỏi bưởi. Khi nói đến gỏi bưởi thì ai cũng biết rằng bưởi là một loại quả ăn rất là thanh nhiệt. Và đặc biệt là với những người có hàm lượng cholesterol cao thì chúng ta ăn bưởi mỗi ngày sẽ rất tốt. Phụ nữ mà ăn bưởi nhiều thì nước da sẽ rất đẹp. Cho nên đây là lời giáo đầu của món gỏi bưởi. Hy vọng rằng sau khi thực hiện xong món gỏi bưởi với chúng tôi, các bạn sẽ rất là vui, bởi vì người nào có cholesterol thì sẽ giảm, người nào da hơi không được đẹp thì sẽ đẹp hơn. Và nguyên vật liệu để thực hiện món ăn này sẽ gồm 5 múi bưởi da xanh, 2 cây mì căn, 100 gram nấm bào ngư, rau húng cây, ớt cay. Gia vị đi kèm sẽ gồm nước tắc, đường và muối. Thường ấy thì như là món bưởi ấy, có thường là mọi người hay ăn sống luôn, và có rất nhiều loại bưởi khác nhau, thì mình sẽ lựa chọn loại bưởi nào để phù hợp với món gỏi ạ? Đối với loại gỏi bưởi thì hiện nay trên thị trường các bạn thấy giống như là Vy nói, chẳng hạn như ngoài Bắc thì chúng ta có bưởi Đoan Hùng, ở miền Nam thì chúng ta có bưởi Năm Roi, rồi bây giờ hiện nay trên thị trường thì bưởi da xanh rất là thông dụng. Tuy nhiên bưởi da xanh ngon thì có ngon, nhưng giá thành sẽ rất đắt. Hôm nay tôi chọn bưởi da xanh, dù vừa rồi tôi nói rằng rất đắt, bởi vì thực chất một quả bưởi da xanh sẽ rất là to. Thường một quả bưởi da xanh không bao giờ có cân nặng dưới 1 kg. Thường một quả bưởi là từ 1,2 kg đến 1,8 kg trở lên. Và các bạn, khi mà các bạn mua bưởi da xanh thì hiện nay ở thị trường, đây là một cái vỏ bưởi thôi, bởi vì tôi đã lấy cái phần ruột bưởi ra rồi. Hiện nay trên thị trường các bạn thấy rằng người ta bán bưởi da xanh rất là nhiều. Và ngày xưa khi mới có cái giống bưởi da xanh thì bưởi da xanh tại sao lại gọi vậy? Bởi vì da nó xanh. Các bạn nói là tôi mua bưởi khác da nó cũng xanh, nhưng mà đặc thù của bưởi da xanh là cho đến khi héo bưởi da xanh cũng không có màu vàng. Bưởi da xanh sẽ xanh cho đến lúc héo mà thôi. Và đặc trưng nữa là lòng, tức là cái múi của bưởi da xanh, nó có độ giòn, ngọt và ráo. Bưởi da xanh rất ráo. Còn bưởi Năm Roi thì các bạn làm gỏi cũng rất là ngon, không có vấn đề gì cả. Thậm chí là bưởi ổi ở Biên Hòa các bạn làm cũng được, nhưng sự lựa chọn sẽ hơi khó. Bởi vì khi mình mua quả bưởi thì việc đầu tiên là mình cầm quả bưởi, mình hay làm như thế này. Đúng rồi, vỗ là không? Mình đập, mình nhấc lên nhấc xuống để mình đo cái trọng lượng của nó bằng cảm nhận của mình trước khi mà mình đưa cho người bán, người ta cân. Dĩ nhiên là cân thì nó ra ngay. Thế nhưng mà khi mình làm như thế, chẳng qua là để mình biết được là cái chất lượng múi bưởi ở bên trong. Cái thứ hai là theo kinh nghiệm dân gian, là muốn mua bưởi ngon, chúng ta sẽ lấy ngón tay chúng ta búng vào cái quả bưởi. Nếu chúng ta nghe thấy bộp bộp, mà nghe có vẻ như tiếng bộp bộp nó có nước, thì là quả bưởi đã mọng nước. Còn nếu chúng ta nghe bộp bộp nhưng mà có vẻ khan thì quả bưởi nó khô. Và ráo với khô khác nhau. Tôi xin nhắc lại với các bạn, ở đây tôi nói rằng bưởi ráo chứ tôi không nói bưởi khô. Vì bưởi khô có nhiều khi các bạn bóc ra quả bưởi đúng là không có nước. Và cái quả bưởi, các bạn biết rằng bưởi mà đã không có nước thì khi chúng ta ăn nó sẽ xác,
Nó giống như chúng ta ăn sơ ở trong miệng, không có một tí nào là có vị trái cây. Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại bài học ngày hôm nay. Vâng. Bưởi thì sau khi chúng ta bóc vỏ thì chúng ta sẽ giữ lại cái vỏ bưởi. Và chúng ta sẽ tỉa theo cái hình nào tùy ý. Ở đây tôi đang tỉa theo hình một cái hoa sen. Vâng. Một bông hoa sen rất là vâng. đẹp. Tôi xoay nhẹ để các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây là một cái hoa sen đang nở. Vâng. Và chúng ta sẽ lấy hết cái phần vỏ mà còn sơ đó, nó bám ở đây. Chúng ta lấy dao chúng ta tỉa nhẹ. Lát nữa đây chúng ta sẽ đựng bưởi, gỏi bưởi bằng chính cái vỏ này. Vâng. Sau khi có bưởi tách ra rồi thì chúng ta sẽ lấy vỏ lụa. Và cách lấy vỏ lụa, nhiều khi ở trong cái quả bưởi, cái múi bưởi thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái rãnh nhỏ. Vâng. Thì thường thì nó sẽ bị dính một phần vỏ lụa ở trong này. Rất là dễ, các bạn sẽ dùng con dao và các bạn lách nhẹ vào đây, khứa nhẹ một đường. Và chúng ta lấy cái vỏ lụa rất là dễ. Vâng. Đây là phần tôi lấy rất là gọn ghẽ này. Bây giờ phần nhân, thường thì chúng ta trộn gỏi bao giờ cũng phải có nhân. Nhân ở đây tôi chọn đó là mì căn và nấm bào ngư. Nếu các bạn không thích sử dụng hai loại này, chúng ta có thể mua chả lụa chay. Và chúng ta về chúng ta cắt nhỏ ra, chúng ta trộn rất là nhanh. Tuy nhiên chả lụa chay thì nhiều khi nó đơn điệu quá, nhiều bạn lại không thích. Thích có một cái gì nó hay hay hơn. Bưởi giòn, rồi chúng ta lại có thêm mì căn mềm mềm, rồi nấm bào ngư dai dai cũng là một điều thú vị. Nguyên liệu thì như vậy rồi, còn cách chế biến mình sẽ bắt đầu làm bước gì đầu tiên ạ? Bây giờ cách chế biến là chúng ta sẽ thứ nhất là cô sẽ nhờ Ngọc Vi xé giùm cô. Dạ, cái nào to thì xé làm ba, cái nào nhỏ xé đôi. Dạ, vâng. Còn riêng đối với mì căn thì chúng ta sẽ xé thành từng miếng thế này. Cũng xé vừa miếng như thế này phải không ạ? Đúng rồi. Chúng ta sẽ nắm vào cái tai nấm này, chúng ta kéo xuống là tự động là nó rách xuống. Đây. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu và tôi sẽ đun sôi. Trong khi đó tôi sẽ xé mì căn. Và bây giờ tôi cũng sẽ nhắc lại vấn đề mì căn. Là đối với mì căn ngon thì các bạn thấy rằng các bạn xé nó có độ dai đáng kể. Vâng. Và nó có sợi như thế này. Là cách chọn để có được mì căn ngon phải không ạ? Không, đây là xé. Còn khi mà chọn mua mì căn là cái mì căn nó phải ráo. Tức là khi các bạn lấy tay, các bạn nhấc lên, các bạn nhìn thấy mì căn ráo. Còn trong trường hợp các bạn kéo lên mà các bạn thấy nó có cái sợi tơ kéo theo thì bây giờ chúng ta đừng có mua. Cho dù là người ta nói rằng người ta gỡ ra, mới gỡ ra mình cũng nhất định không mua. Bởi vì nếu tinh ý, khi các bạn ngửi thì các bạn sẽ thấy cái mì căn đó nó có mùi chua đặc trưng. Và đó có thể là mì căn cũ. Và chúng ta đem về thì cái phần sơ chế sẽ rất là cực. Đúng là cách chọn nguyên liệu và cách sơ chế nguyên liệu cũng rất quan trọng phải không ạ? Các bạn không cần ướp gia vị, chúng ta sẽ cho vào chúng ta chiên bình thường. Cả nấm cũng vậy phải không ạ? Không, ướp thì nấm thì tí nữa xào thì chúng ta sẽ xào với một tí muối. Chúng ta chuẩn bị sẵn một cái tô và chúng ta sẽ tẽ. Thông thường thì mọi người thắc mắc rằng ăn gỏi bưởi thì chúng ta nên ăn như thế nào? Bởi vì bưởi thì để ăn sống, thậm chí là xay sinh tố hoặc là ép lấy nước. Thì bây giờ khi mà đây là lý do tôi nói tại sao mình cần cái bưởi ráo. Bởi vì nếu mà bưởi ướt á, cái bưởi mà nhiều, cái này nó rất là nhiều nước nha các bạn, nhưng mà nó ráo. Còn trong trường hợp mà bưởi ướt, tức là các bạn cắt ra, các bạn sẽ thấy cái này nó ướt. Tay chân mình, tôi tay là mình ướt nhẹp nhẹp luôn. Và mình trộn gỏi không có ngon, nó sẽ bị nhão. Thì chúng ta sẽ đừng có tách thành từng tép bưởi, mà chúng ta bẻ ngẫu hứng. Bẻ ngẫu hứng như thế này. Vâng, đây có phải là cách để khi mà mình trộn thì nó sẽ không bị vỡ những cái tép bưởi ra không ạ cô? Đúng rồi, chốc nữa trong quá trình trộn nó cũng sẽ vỡ tí ti nhưng mà nó sẽ không vỡ nát. Vâng. Đó, và mình sẽ nhìn thấy này, bẻ hẳn, đây. Đây các bạn, không lấy móng tay bấu vào mà chúng ta bẻ như thế này. Vâng. Bởi vì khi chúng ta gỡ, chúng ta lấy móng tay chúng ta quào là những cái tép bưởi nó sẽ bị rơi ra. Vâng. Đó,
là yêu cầu. Bởi vì con thấy là ai khi mà làm gỏi bưởi, bản thân như con ở nhà cũng vậy, cũng lo là nó bị vỡ những cái tép bưởi trong cái quá trình mình trộn á, thì nó sẽ bị ướt và đỏ. Các bạn biết không, không phải chỉ là một bài thuốc dân gian rất là hấp dẫn. Bưởi chúng ta uống, chúng ta ăn là giảm cholesterol, rồi làm đẹp da. Vỏ bưởi chúng ta nấu nước, chúng ta gội đầu thì tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ, nếu kèm thêm một vài cái quả bồ kết. Đây là một cái loại thuốc gội đầu dưỡng tóc rất là tuyệt vời, không rụng tóc mà tóc lại mượt. Đúng rồi. Đó, hạt bưởi cũng thế, hạt bưởi các bạn đập dập, các bạn nấu lên gội đầu rất là giữ cái chân tóc của các bạn rất là tốt. Những bạn nào mà bị rụng tóc nhiều thì chúng ta lấy vỏ bưởi và chúng ta tẽ tóc ra. Tức là chúng ta sẽ lấy tay chúng ta tẽ tóc và chúng ta bóp cái tinh dầu bưởi vào trong chân tóc. Sau đấy chúng ta lấy tay chúng ta sát nhẹ, chúng ta để qua 1 tiếng đồng hồ rồi mình mới gội đầu, thì chân tóc của mình nó sẽ co lại. À, thế con thấy là riêng với cây bưởi, quả bưởi này hầu như là mình không bỏ đi phần nào cả, phải không ạ? Từ tép bưởi cho tới cái vỏ bưởi, đúng các rồi, cái cùi bưởi nữa. Ở Việt Nam bưởi là 1, sen là 2, và quýt là 3, cam là 4, là chúng ta có thể sử dụng được hầu hết. Bây giờ tôi bỏ vào đây tôi chiên, và các bạn nhìn thấy dầu đã nóng. Vâng. Các bạn sẽ trong quá trình chiên những miếng mì căn này sẽ có thể dính lại, các bạn cứ yên tâm. Thậm chí tí nữa mình vớt ra nó vẫn dính vào nhau. Ồ. Khi nó bắt đầu nguội thì nó sẽ tự động tách ra. À. Bây giờ chúng ta để lửa trung bình, không để lửa lớn nữa. Và chúng ta chiên cho đến phần mì căn vàng. Vâng. Bây giờ bưởi đã có, mì căn thì đang chiên, chúng ta sẽ xào nấm. Vâng. Chúng ta sẽ cho vào đây rất ít dầu. Để cho không bị cháy thôi. Và như mọi khi tôi nói là chúng ta sẽ xào khan. Xào nấm mà xào khan là để làm gì? Để tránh tình trạng nấm bị ra nước. Tức là mình xào mình sẽ không cho gia vị gì hết vào phải không ạ? Có cho gia vị, nhưng cô nói xào khan tức là mình không có dùng nhiều dầu quá. À vâng ạ. Chúng ta sẽ đảo khan. Và bây giờ gia vị duy nhất cho vào đây sẽ chỉ là một tí muối. Vâng. Rất ít. Tại vì nếu các bạn làm nhiều thì nấm sẽ mất ngọt. Ừ. Cái này mình con thấy là cô để ý cô cũng sử dụng lửa lớn hay sao? Lửa bình thường. Lửa trung bình ạ. Này. Rồi. Như vậy thì chúng ta đang có bưởi nhá. Vâng. Bưởi các bạn thấy rằng là chúng ta bẻ ra từng miếng lớn như thế này. Vâng. Rồi, mì căn thì đang chiên và đang đợi để cho nó vàng đều. Nấm thì xào với một tí muối. À, đúng rồi, con thấy là nó đã dính vào nhau rồi này. Với một số loại gỏi khác, ví dụ gỏi ngó sen, gỏi cọng súng, gỏi củ hủ dừa, thì phần nấm này tôi sẽ xào với hạt nêm và nước tương. Riêng đối với bưởi tôi không cho nước tương, tôi cũng không cho hạt nêm, mà tôi sử dụng muối. Vì lý do là các bạn cho hai loại gia vị kia sẽ làm mất mùi thơm của bưởi. À, vâng ạ. Đấy. Và có một cái điều băn khoăn nữa khi mà người ta làm gỏi bưởi ạ, thì thường là nó sẽ hơi bị có vị the hoặc là bị đắng của bưởi, thì mình làm thế nào để có thể khắc phục được điều này ạ? Bưởi the hay đắng là do bưởi non. À. Bưởi non mà chúng ta sử dụng thì bưởi sẽ bị đắng. Vâng. Tức là mình phải để ý là cái khâu chọn. Đúng rồi. Dạ. Mà cái muối bưởi mà các bạn ăn á, các bạn ăn cái tép bưởi mà các bạn thấy nó non là các bạn biết ngay. Bởi vì cái tép bưởi nó sẽ rất là bé. Và khi các bạn cho vào miệng ăn là thấy liền luôn. Bởi vì cái tinh dầu của nó đọng lại ở trong rất nhiều. Rồi, tôi xào như thế này các bạn nhìn thấy rằng nấm hơi giống như là cháy cạnh. Hơi xém xém chút ạ. Bây giờ mì căn thì như thế này. Rồi, chiên vàng đều. Rồi. Còn nấm thì đã hoàn thiện rồi phải không ạ? Nấm đã xong rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta lấy ra đĩa. Vâng. Bây giờ mình phải đợi chút xíu để cho phần nấm này và cái mì căn này nó nguội. Thì trong khi đợi thì nó có cái phần ớt. Ớt thì các bạn cắt sợi. Thực chất ra đó là đối với tôi là gỏi bưởi thì tôi không có thích trộn với ớt. Vì lý do rằng là đây là một cái món ăn rất là thanh nhiệt. Và chúng ta cho ớt vào sợ nhiều khi nó lại cay. Thế nhưng mà cái đặc thù của bưởi chấm với muối ớt lại rất là ngon. Thế cho nên rằng là muốn hay không muốn, chúng ta vẫn phải có một tí ớt để tạo nên. Vì ở đây nước trộn bưởi
sẽ là từ muối ớt chứ không phải từ nước mắm chay. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần muối ớt. Vâng. Thường con thấy một số người làm gỏi bưởi thì con không trực tiếp làm mà con nghe thấy nói là sẽ trộn tất cả nguyên liệu vào thành cái nước chấm rồi đổ chung và trộn vào, thì có đúng không ạ? Gỏi nào thì cũng phải trộn cả. Vâng. Tức là gỏi nào thì trước sau thì cũng phải trộn. Thế cho nên người ta mới gọi là trộn gỏi. Vâng. Nhưng mà mình sẽ pha nước chấm trước rồi mình trộn hay là mình cứ trộn từng loại gia vị với nhau? Có. Bao giờ thì cái gia vị nó cũng phải là trộn một lần. Vâng. Và đây nó sẽ làm muối ớt. À. Thì thôi tóm gọn lại chúng ta hiểu một cách nôm na rằng là chúng ta đang ăn bưởi chấm muối ớt. Nhưng mà lại thêm những cái loại này và trộn lại thành một hỗn hợp. Và bưởi dù ngọt thế nào đi chăng nữa, gỏi cũng phải có một tí đường. Vâng. Rồi, là một tí nước tắc nữa ạ. Đặc biệt ở đây là chúng ta sử dụng nước tắc, chứ chúng ta không nên sử dụng nước canh, chanh. Nhưng mà con băn khoăn là bởi vì bưởi này nó đã có một cái vị chua ngọt rốt rốt đặc trưng rồi, tại sao mình lại thêm nước tắc nữa? Chúng ta vẫn phải thêm một tí nước tắc bởi vì đặc trưng của món gỏi bưởi vẫn phải có vị chua ngọt nhẹ. Và cái vị ngọt của cái bưởi, vị chua ngọt của bưởi da xanh không đủ để tạo nên vị chua. Nếu ở đây là món gỏi trái cóc hay trái xoài thì chắc chắn tôi sẽ không dùng những các vị gây chua khác. Vâng. Rồi, bây giờ tôi sẽ trộn thế này. Vâng. Trong một món gỏi bưởi như vậy thì lúc nãy Ngọc Vy và quý vị cũng đã thấy được có rất là nhiều lưu ý ở trong cái món này, từ khâu chọn nguyên liệu cho tới khâu chế biến ra làm sao. Nhưng mà khâu nào là quan trọng nhất để quyết định cái vị ngon đặc trưng của gỏi bưởi ạ? Bưởi và nước trộn. Bưởi và nước trộn. Rồi, bây giờ tôi xé phần mì căn này gỡ ra. Vâng. Bỏ vào đây. Thì các bạn nhìn thấy là tuy là nó có dính thì dính, nhưng mà chúng ta đụng nhẹ là nó rơi ra liền. Đúng rồi ạ. Bây giờ Vi cho vào, cho nấm vào trong này cho cô. Vâng. Rồi, bây giờ tôi sẽ trộn cái hỗn hợp nước trộn này vào. Vâng. Và sau cùng thì cho một ít ớt. Dạ. Đặc biệt đối với gỏi bưởi, các bạn không có thể gọi là bóp gỏi được, mà chúng ta phải trộn rất là khẽ. Để những tép bưởi nó sẽ giữ nguyên, nó không bị vỡ ra. Thật ra gỏi bưởi ăn đến như thế này là ngon. Tuy nhiên có một số bạn vẫn thích có màu xanh để điểm trang thì chúng ta sẽ sử dụng duy nhất một loại rau thơm, đó là rau húng cây. Và các bạn không nên cắt nhuyễn, mà chúng ta sẽ điểm tô trên cái đĩa gỏi thôi. Để thỉnh thoảng ai muốn ăn thì người ta sẽ lấy cái rau húng nó ăn kèm. Chứ còn nếu mà các bạn ăn kèm thì thật ra nó sẽ không ngon lắm đâu. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong. Đúng là bưởi da xanh nó màu đỏ, nó cũng thêm phần hấp dẫn hơn trong cái việc bày trí này. Người chúng ta gọi là bưởi đào đấy. Dạ. Da xanh mà ruột đỏ. Đỏ mà. Wow. Xin cảm ơn cô. Như lúc nãy tôi có nói với các bạn, thực chất với món gỏi bưởi mà chúng ta cho thêm rau húng cây hoặc là ngò rí thì sẽ làm mất cái mùi thơm của bưởi. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ đi kèm ở đây để kèm thôi. Để ai thích ăn thì người đó ăn kèm. Chứ nó cũng không bắt buộc là chúng ta cho như thế nào. Cô ơi, ngon lắm cô ạ. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà trước khi con ăn ấy, con nhìn thấy là con đã thấy một điều mà cái lỗi con mắc phải trước đây và những người khác. Đó là thường là gỏi bưởi hơi bị ướt. Nhưng mà gỏi bưởi khi mà cô làm thì nó rất là khô. Nó không hề bị ướt như những gỏi bưởi khác. Và thêm nữa là nó có vị ngon, ngọt ngọt, nó hơi rôn rốt từ bưởi này quen thuộc. Nhưng mà nó lạ hơn nữa là nó có thêm cái này cô cái này gọi là gì cô nhỉ? Mì căn. Mì căn chiên giòn, thêm một vị giòn giòn nữa này, vị bùi bùi của nấm nữa này. Wow, rất là ngon và lạ, hấp dẫn. Cũng lại thêm một món ăn ngon nữa mà cô Cẩm Vân đã chia sẻ cho Ngọc Vy. Con nghĩ là nếu mà là món khai vị là món này ấy, thì chắc là khi ăn xong ấy, người ta sẽ không muốn ăn những các món khác nữa. Người ta sẽ tiếp tục thấy nuối tiếc về món này đấy cô ạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn xong món khai vị này mà người ta nuối tiếc, người ta không muốn ăn món ăn khác thì đấy là bà nội trợ thất bại.
là vì lý do như thế nào? Là bởi vì món khai vị của chúng ta ngon để kích thích vị giác và làm cho chúng ta thèm ăn những món tiếp theo. Món này ngon thế này, chắc món tiếp theo cũng sẽ rất là ngon. Hy vọng rằng với một chút ít khéo léo và cẩn trọng khi chúng ta bóc bưởi, các bạn có thể thực hiện được một đĩa gỏi bưởi rất ngon để mời những người bạn của mình trong những ngày nhà chúng ta có tiệc, nhất là tiệc chay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.